đầu là bắt đầu là từ Trung Sơn vô lên Quảng Trị, thì bây giờ đi được cũng một đoạn rồi. Bây giờ sẽ đi từ ở trong đây đi ra ngoài Huế, xong rồi đi đi vòng vòng ở Huế chơi, thì 5:30 là Nhân sẽ lên máy bay để bay về Sài Gòn. Bây giờ thì một lát Nhân sẽ vô tới Huế, Nhân sẽ quay những cái cảnh ở trong Huế. Thật sự là rất là lâu rồi, mong muốn được ra Huế chơi một lần, thì bữa nay mình có cơ hội. Rồi, xin mời mọi người nha. Đang đi đâu vậy Minh? Gái. Ông gái. Con gái của nhìn không có chi, không nghe chi hết. Rồi hiện tại là Nhân đang ở chùa Thiên Mụ, thì không biết là không có duyên hay sao. Thì lần trước là ra đây cũng vậy, khi mà ra Quảng Trị á thì tính đi vào Huế để bay vào Sài Gòn á, là tính đi dạo một vòng, thì cái chăng lúc trời bão là mấy bay nó delay lại thêm mấy ngày nữa, là cuối cùng đi cũng không được luôn. Hôm nay cũng vậy, hôm nay là sắp xếp là xong xuôi hết rồi nhưng mà cuối cùng ra đây trời mưa. Bây giờ là Nhân đang ở chùa Thiên Mụ nha cả nhà, rất là đẹp. Nhưng mình thấy bên kia là có núi rất là cao ha, bên kia phía bên kia. Còn trước mắt của mình là sông Hương. Trời đang mưa nhưng mà thấy du khách cũng rất là nhiều nha cả nhà, đa số là khách Tây. Ở phía trước mình là sông Hương, còn phía bên kia là núi. Trời mưa nè, mây nó đóng lại, nó nhìn rất là đẹp luôn, rất là thơ mộng. Tên gì á? Dạ. Không biết tên gì nữa, mai mốt biết, mai mốt đặt tên rồi là biết. Nhưng mà đi chữ gì với lên đi đang quay của chú Nhanh. Mai mốt mới biết. Đây như trước mặt của mình là có những đoàn du khách. Ở đây là mình vô phía trong rồi nha cả nhà. Thì chùa cũng không lớn lắm. Gao đây kinh doanh dù được á, bán dù. Ở đây thì du khách người ta mặc áo mưa cả nha. Lâu lâu ra có một kịp á, nếu mà mắc mưa thì người ta mặc áo mưa đi luôn.
quá. Ở trong nó hơi bị tối, chắc quay không được đâu, nhưng quay vòng vòng ở ngoài thôi. À, phía sau nó còn rất là lớn nha cả nhà ơi. Phía sau còn rất là lớn, rất là rộng. Cái hai gì đẹp chưa ta? Biết không anh Út? Hai gì? Hai rất là đẹp. Không biết hoa gì luôn. Đẹp quá ha. Tay đẹp trai. Du khách Trung Quốc. À, ở đây mình có cái cây, cái bằng cây sala. Cái sala này khi mà nó rụng cái bông xuống mà mình chụp được là hên lắm nha cả nhà. Đẹp Minh. Đẹp không? Còn đẹp hơn. Vì cảnh mưa còn đẹp hơn hả? Mưa còn đẹp hơn đúng không? Mưa đẹp hơn nhưng mà ướt. Ừ. Nhưng mốt nó nắng đi lại lần nữa ha. Mốt làm gì có chú Nhan? Có, mốt ra nữa. Mà chú Nhan về Sài Gòn nhưng mà. Bên kia là khách Tây cả nha. Khách Tây họ áo mùa họ đi luôn. Nào, tới phía sau này là hết rồi nha cả nhà. Đây phía sau này là hết rồi, vòng lại. Hết rồi Minh ơi. Bông trái quá trời luôn. Ướt hạt áo hả? Xinh quá. Lâu rồi chịu cực bữa đi. Chơi luôn phải chịu. Bạn bạn. Ở đây có cá coi đẹp lắm nha.
chả. Ờ, bánh gì vậy? Chả, chả, chả thế nha cả nhà. Chả hơi đấy. Ăn thử. Ngon. Ăn thử cái món ăn này được không? Ngon. Giống như Trang trong Sài Gòn thì không khác. Đúng không? Chả này hôm bữa ăn trong Sài Gòn á. Nướng là bên nướng nướng. Mình thấy sắp sắp nhập ở ngoài đây vô trong Sài Gòn là ăn cũng khá là giống cả gì khác hết rồi đây. À, bây giờ là ghé quán ăn bún bò Huế nha cả nhà. Thì ở trong Sài Gòn là cộng bún lớn, đây cộng bún nhỏ nè. Thì nói chung ở trong kia có hai sợi bún lớn cũng có, nhỏ cũng có. Thì nó cũng giống như trong kia, có chả, có thịt, khác cái là có huyết. Ở trong Sài Gòn này bún bò là không có huyết. Ở đây họ làm cái nó nhạt hơn, cái nó không có động đà như trong Sài Gòn. Mày bái chưa thấy đâu, thần lâu. Nó để là sắp bật chuyện nó về họ phải đón đấy. Nó chui trong kia đó, một lát mình phải chui trong kia mới thấy được nó. Lúc nãy thì ghé bên Huế ước mong rất là lâu là được ăn một tô bún bò Huế, nhưng mà khi ăn rồi á thì đúng chất Huế luôn. Nó nói chung là nó khác với Sài Gòn nhiều. Thì đây sẵn tiện là mình đi vô đây thì thuê chiếc xe, cho nên là có mấy đứa cháu của em anh hai anh ba đi theo chơi luôn. Bây giờ hiện tại là đang ở sân bay quốc tế Phú Bài. Định đi nhiều chỗ lắm nha cả nhà, nhưng mà cuối cùng là mưa quá cho nên là không có đi nữa. Sân bay Phú Bài thì cũng nhỏ thôi chứ không có lớn lắm. Đi hãng Vietjet. Bây giờ khởi hành là 15:30. Và cuối cùng thì máy bay delay lại thêm 1 tiếng rưỡi nữa, tức là tầm 7 giờ máy bay. 7 giờ thì chưa chắc ăn là được bay hay không. Chuẩn bị được lên máy bay rồi cả nhà ơi. Trễ đúng 1 tiếng rưỡi.
nay cũng khá là mệt rồi, không biết nói gì hơn. Cả nhà mình hãy nhớ nhấn cái nút đăng ký để có thể xem được tiếp tục những video sau của Nhân. Rồi, Nhân xin chào và hẹn gặp lại.